Xin chào các bạn, mời các bạn vào xem Forerunner Quaytech động cơ 2.0 lít biturbo. Đây là cái phiên bản hai cầu màu cam. Đây là xe rất là mới, hiện tại chúng tôi mới về cái dòng xe này. Trên nắp capo với lại trên nóc xe chúng tôi vẫn còn cái bộ tem để giữ cho khỏi xước xác trong quá trình di chuyển của mưa, và nhìn màu trắng đấy. Thì hiện tại thì Forerunner Quaytech này thì đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì với cái dòng bản hai cầu này thì chúng tôi đang bán với cái giá là 918 triệu. Vâng, 918 triệu, đây là màu đỏ cam rất là hot đấy. Bản hai cầu, ngoài ra cái bản là một cầu thì chúng tôi đang bán với cái giá là 853 triệu. Thì các bạn thắc mắc về giá cả hoặc là muốn xem xe, lấy thử xe có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại là 0902 157 666 để tôi hỗ trợ cho bạn. Hai cầu với một cầu này sẽ phân biệt ra cái chữ 4x4 đấy, là hai cầu này. Các bạn nhìn thấy tem 4x4 chưa? Và tôi sẽ quay về cái phần thùng này. Đây là cái phiên bản Quaytech màu đỏ cam nhé. Các bạn liên hệ để lái thử xe, để xem xe về nội thất, về ngoại thất, về những cái tính năng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi để tôi mời các bạn qua và các bạn xem thử nhé. Hiện tại chúng tôi về rất là nhiều cái dòng Avenger này, từ bạn là XLSAT, XLSMT, Quaytech, và hiện tại sắp tới thì chúng tôi còn về cả cái dòng XLT hai cầu số sàn, số tự động động cơ 2.2 và cái này mới nhất là 2.0. hiện tại tháng 12 chúng tôi chuẩn bị về. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tôi sẽ giới thiệu về những dòng xe này. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm.